Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 27: Bạn không thể lừa gạt quỷ thần. Trong tâm khởi lên một ý niệm, phàm phu không xem thấy. Thế nhưng người có công phu tương đối thì họ có thể thấy ra được. Nếu bạn không khởi tâm thì họ không thấy. Bạn vừa khởi niệm thì họ lập tức liền xem thấy. Vì sao vậy? Khởi niệm thì liền có tướng. Ngày trước có một công án, thiền sư Bích Phong công phu thiền định rất cao. Ông chính vì biết được thọ mạng chính mình sắp hết rồi, vua Diêm La phái quỷ nhỏ đến bắt ông. Ông nghĩ phải làm sao đây? Ông liền vào định. Bởi vì khi ông vào định rồi thì ông không còn hiện tướng. Tiểu quỷ rất nôn nóng, không biết dùng cách nào để bắt ông. Bắt không được người thì không thể giao nộp. Chúng nghe được thông tin cái bát của thiền sư Bích Phong là cái bát quý, là vật mà ông rất ưa thích. Có người nói cho tiểu quỷ biết: ngươi hãy đem cái bát ấy gõ lên tiếng kêu thì ông ấy sẽ xuất định. Vì sao vậy? Vì ông rất ưa thích cái bát này, sợ bị mất đi. Tiểu quỷ liền gõ vào cái bát ấy. Vừa gõ thì ông liền xuất định. Tiểu quỷ lập tức túm lấy ông. Sau khi bị bắt rồi, ông mới biết mình bị lừa. Trong tâm ông liền nghĩ: cái bát này không nên giữ ở trong lòng, không xả bỏ được sạch sẽ thì tâm không thanh tịnh. Tốt rồi, ngươi có bắt cũng không sợ. Sợi dây xiềng xích vừa trói lấy ông, ông lại đi vào định. Kết quả tiểu quỷ không thể bắt được ông, lại tiếp tục gõ vào cái bát. Ông vẫn không xuất định, ông không xuất hiện ra hình, nên tiểu quỷ không thể bắt được ông. Trong tâm của bạn, chỉ cần khởi lên ý niệm thì liền hiện tướng. Bạn hiện tướng rồi, quỷ thần liền có thể tìm được bạn. Người có xuất định cũng có thể xem thấy. Người có xuất định cũng có thể xem thấy bạn. Chỉ có phàm phu mắt thịt thì không biết. Cho nên bạn không thể nào lừa gạt được quỷ thần, cũng không thể nào lừa gạt được người có công phu thiền định. Người có xuất định sâu, bạn ngồi chung với họ, khởi tâm động niệm, trong tâm bạn họ đều biết được, họ thấy được rõ ràng tường tận. Hay nói một cách khác, bạn buổi tối ngủ nằm mộng, họ cũng thấy được rất rõ ràng. Vì sao vậy? Vì có tướng. Nếu không có tướng thì họ không thể thấy được. A-di-đà-phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật.